Hello, xin chào các bạn. Trời ơi, bữa nay thêm nhìn mệt quá, trời nóng quá chắc các bạn ơi. Để quay qua chút xíu nè. Đây các bạn ơi, bữa nay mình sẽ ăn gà, cái này là gà lạnh các bạn. Nghĩa là luộc xong rồi để trong trong tủ lạnh á. Thì hôm bữa chị Oanh có giới thiệu cho mình cái món này, bây giờ mình mới ăn thử nè các bạn. Đây, bây giờ Tha mình sẽ ăn mì với lại, cái này là mì cay cấp độ 2 các bạn. Nhưng mà Tha mình muốn ăn với nước súp. Rồi, lấy muỗng múc nhá. Xong rồi con biết con cần bao nhiêu. Nếu thì không muốn ăn súp nên thằng Nam sẽ đổ. Trước tiên là bận đồ mắc cười lắm tại vì bận nói nha. Đó, cái này là áo đi chơi nhưng mà quần là quần ngủ. Thank you thầy mi. Trời ơi, thầy mi mà không không coi là xong luôn, là mẹ ăn no luôn. Máy quay phim nó tự tắt các bạn ơi. Vừa nóng mà vừa cay lắm. Cái này nhìn giống kiểu như gần gần ở ngoài á, cái da nó không có bị bở, nhìn giống như là gà ủ muối á. Này là gà luộc các bạn. Bây giờ sẽ bắt đầu ăn gà. Thèm gà quá. Tại nghe chị Oanh kêu ngon quá. Ở đây thì có hai loại nước chấm. Nước chấm này là của họ nè các bạn. Cái này là gừng, hành. Giống như là cái gì ta, hành phi, không phải à, quên kêu. À các bạn, cái này là không biết là kêu cái gì nữa. Dầu với lại gừng với lại hành các bạn. Ở đây thì nước chấm thần thánh. Đó, bây giờ mình sẽ ăn gà các bạn nhé. Khi mà đụng vô á thì cảm giác cái thịt rất là dai. Rất là bự, rất to luôn á. Con này to quá. Ăn thử trước nha. Nhưng mà có điều là lông hơi nhiều các bạn ơi. Cho mình ở thử miếng nè. Nó dày dày, không có bị bở. Ở trong này thì không có ớt các bạn nha, mình cắt bỏ thêm. Ngon lắm mọi người. Dễ vậy. Đem vô phòng ăn hả? Ok. Hai cô chú cái nè. Hai cô chú. Bye cô chú. Nhưng mà nó hơi hơi nhiều lông các bạn ơi. Cái thịt dai dai. Ngon, ngọt. Có gia vị luôn. Một con như hai mươi mấy đồng á. Nhưng mà ngon như thế này không? Đáng.
chứ cần. Coi bên trong của nó như thế nào nha. Éo ạ. Coi cái ruột nó kìa. Chó ơm, đổ mồ hôi kia luôn. Mình muốn coi cái bên trong của nó, coi coi là nó họ có ướp hay là có để cái gì không, mà nó ngon quá. Trời ơi, coi đổ mồ hôi nè. Da rất là ngon luôn. Bao câu nè. Da nó sực sực. Ngay gần phao câu thì hơi mỡ. Con trong bụng nó ngon quá. Con thử không con? Mình chưa có ăn gà ủ muối thật sự các bạn ạ. Ăn vô rồi thì nó dở. Nhưng mà theo mình ăn cái này nè, chắc là nó sẽ nghiêng về bên gà ủ muối, mới nghĩ là vậy. Rất là thấm, rất là ngon. Mình rất là thích cảm xương á các bạn nên ra. Một đống thịt không ăn, đi ăn xương. Kiss me. Ngon quá ngon. Mình kêu họ không chặt cho mình nữa. Mình sẽ lấy cái này ra một bên để cho mình thoải mái ăn cái bên trong của nó. Cái ức của nó thì nhiều thịt lắm. Mình thích ăn cái phần này của nó nè. Mà thấm lắm các bạn nha. Xong rồi hả? Ôi trời, đang ăn mà nó mất đi hết sum. Rồi lấy cái cổ luôn nha, tại vì mình cũng thích ăn cổ luôn. Đó, khoái cái miếng này nè, xương không à mà lại khoái. Mình không thích chặt các bạn ơi. Tại mình biết kiểu nào các bạn cũng nói tại sao không chặt hết. Thử ăn thử. Xé nó ăn ngon các bạn ơi, khác. Cảm giác nó khác không á.
Cái này mình mua ngay chỗ Q với lại gần Shepard. Có tiệm theo quay á. Kiss me mới được ở. Bữa nay quá trời đồ ăn không? Nguyên hầm nguyên nồi xương. Mì này thì ăn với súp cũng ngon các bạn, nhưng mà riêng bản thân mình thì vẫn là thích ăn nó với trộn, kiểu như là luộc xong rồi trộn với kia hơn, nó sẽ đậm đà hơn. Có hồng môn của chú biết hả? Nước hả? Giờ một hồi làm video xong nó có cái này muốn nói với mẹ, muốn nói cho mẹ nghe. Các bạn nhìn thấy khổ đúng không? Cái tập một đống mà đi khoái gặm xương. Đó. Nhưng mà các bạn yên tâm đi, nếu như các bạn mà cho mình ăn thịt gà, mình cũng dành cái này. Cái gì đó? Họ đi vô phòng xong rồi đi ra ăn tiếp. Oh, hot spicy or hot nóng? Nóng. Sao nào thiên à, đem vô phòng ăn luôn. Bạn ngồi cái phong tục của Mary á, dân tộc á. À, bên mình gọi là, ví dụ như là heo hoặc là đập cung bò hoặc là một con nào đó cho ba mẹ các bạn. Đó thì phong tục của bên Mary là giống như là trước khi người già, giống kiểu như là sợ họ mất á, để mà họ ăn, giống như là cái đó là mình giống như là lời cảm ơn ba mẹ đã sinh ra mình, nuôi con, giống kiểu như là nuôi mình lớn khôn á. Nhưng mà hồi xưa giống như là, nếu như là bên Việt Nam á, ví dụ như là Mary đập một con heo cho ba mẹ của Mary thì giống như là để mà xin miếng đất các bạn ơi. Thì khi mà đập heo như vậy thì mẹ sẽ giống như là cho Mary một miếng đất, hoặc là khi nào mà mẹ mất, nếu mà kiểu như nhà không có điều kiện á, ví dụ như là nhà chỉ có một hai miếng đất thôi, mà bây giờ mẹ ví dụ như là đang sống với lại mấy đứa em hoặc là này kia đó, mà cả gia đình đều trông chờ vào cái miếng đất đó hết, thì mẹ sẽ giống như là khi nào mà mẹ mất á thì miếng đất đó sẽ chia cho mẹ, vì giống kiểu gì. Còn bây giờ thì có nhiều người kiểu như là họ nhiều có điều kiện hơn, thì ví dụ như là mình đập con heo xong rồi họ sẽ cho mình liền cái miếng đất giống kiểu vậy, không khó. Rồi khi mà phân tích như vậy thì tự nhiên nghe kỳ ha. Nhưng mà ở bên Mỹ thì dân tộc Mary vẫn làm các bạn ạ. Chắc là một lúc nào đó Mary cũng sẽ làm cho ba mẹ, giống như là để ba mẹ ăn ăn từ mình á. Nhưng mà người lớn thì họ thích nhất là
con sống, con heo này kia, con heo hoặc là con bò còn sống. Thì giống như họ cảm giác là mình làm cái đó, mình kiểu như là mình mua heo hoặc là mua này kia là mình cố tình làm, ý là có lòng á. Nhưng mà còn có nhiều lúc khi mà có heo chết hoặc là này kia xong rồi làm á, người già không vui các bạn ạ. Người già họ không thích, tự nhiên là nó không có lòng cảm giác vậy đó. Nó làm cái gì vậy? Này là cái tủy của nó này, giống như là cái tủy vậy đó. Cổ. Cổ. Nhìn mặt hai mèo cho. Ngon mọi người. Nó lại mua ăn thử. Tính ra chỗ mình á. Về. Hơi tốn các bạn ơi, ý là tốn để mà mình mua quà hoặc là mua này kia cho gia đình thì không nói rồi, nhưng mà chỗ Mary á là giống như là đập heo cho làng luôn các bạn, nguyên làng, giống kiểu như là mình mời họ ăn vậy đó. Nhưng mà cái đó thì cũng tốt, nhưng mà nếu mà mình không có điều kiện thì thật sự cái đó cũng là một vấn đề mình phải nghĩ tới. Rồi đợi cho mình đập nguyên con heo rồi đó, xong rồi kêu hết cả làng đi qua ăn cơm, ăn chung rồi đó. Cái gì vậy? Hungry. Tôm ơi. Mới vừa ăn hết xong tô mà nó kêu nó đói bụng kìa. Mới vừa đem cái tô ra, cô chú thấy không? Đang làm video hồi nãy nó đem cái tô ra đó. Xong nó kêu bây giờ nó kêu nó đói bụng đó. Không quỳ ăn cái cành này. Ghê thiệt. Mới vừa ăn xong nó kêu hân quỳ rồi. China. Cái tô còn chưa rửa luôn đây nè. Ở đâu? Đó. Ừ. Ui. Trong cái này nó sẽ có vị chua chua hơn các bạn ạ. Còn cái này nó cũng ngon mà, nó không có vị chua chua. Nó tự nói luôn nha các bạn nha. Nó kêu nó không biết sao, ngay từ đầu video nãy giờ nhìn cái mặt con quạo á, mà bây giờ con vui rồi. Chắc là hồi nãy thứ nhất là buồn ngủ, mình nghĩ là buồn ngủ hoặc là mệt, tại hôm qua giờ này nó ngủ nên thành ra nó mệt. Mà nó kêu nó giờ nó hết rồi, nó hết quạo rồi. Nó cũng tự biết hồi nãy giờ cái mặt nó quạo luôn. Yeah, because sometimes when I rest my face, I look like I'm mad, but I'm not. I just rest my face and I'm mad or sad. People think I'm sad. But I just make this face. Gà ngon các bạn ơi, các bạn nên ăn thử. Không hề quảng cáo, không hề quen biết các bạn nha. Cái nào ngon thì mới chia sẻ với các bạn thôi. Thì khi mà mới đi vô đó, mới chỉ nói là mua gà luộc vậy thôi. Thì họ sẽ lấy cho mình cái này các bạn ha. Bây giờ thì mới sẽ dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn rất rất là nhiều nha. Hẹn gặp các bạn trong video tới. Bye bye. Bye, cô chú.